Hello, hello, xin chào cả nhà buổi trưa. Bây giờ đang là 12:45 trưa 14 tháng 3 năm 2021. Em ra thăm vườn á, thì nguyên cái lô trang tạo thái lai lá trùng đỏ ảnh nở rộ hết trơn, nhìn thấy thương quá. Cho nên em quay video lại chia sẻ đến cả nhà YouTube và cả nhà thưởng thức, có thể là yêu thích và đặt hàng ở bên em. Rất là nhiều trang tàu thải lai lá trung đang cho hoa. Phía bên đây là mấy cây ngọc vàng. Ngọc vàng rất là tươi luôn cả nhà ơi. Cả nhà đặt hàng thì để lại số điện thoại ở dưới bình luận hoặc là liên hệ trực tiếp. Số điện thoại em để trên tiêu đề là 0911643600. Và đó cũng là số Zalo của bên em. Tất cả đều là một cốt nha cả nhà. Rồi em chúc cả nhà có một ngày thứ bảy cuối tuần ấm áp bên gia đình và người thân nhé.